nhìn nhau là người ta hiểu nhau. Cũng giống như bọn tôi ngày xưa thôi, khi tập luyện với nhau và ăn ở với nhau, tất cả mọi khi thậm chí nhìn nhau là biết. Thì giống như Dũng với cả Hải bây giờ nó cũng vậy, chơi với nhau, tập luyện với nhau và sinh hoạt với nhau, đặc biệt nhất là tức là đá với nhau nhiều thì nó sẽ có những cái hiểu ý nhau, thì cái đó rất là thuận lợi. Một cái thế hệ sau này mặc dù không mang tên thể công nhưng nó là cũng quân đội, dù ở anh ở đội bóng nào anh về đây nhưng dưới màu áo thể công thì cái đó cũng là chúng tôi là những người đã quân đội đã nghỉ, thì đó là niềm vinh dự cho chúng tôi chứ.